Các bạn thân mến, mời các bạn nghe hồi ký Chuyện tình của lính Hà, tác giả Hoàng Minh Tâm, đăng trên trang Facebook Hoàng Minh Tâm ngày 30 tháng 11 năm 2020. Phần 1. Năm 1978 ở chiến trường Campuchia. Khi đó tôi đang là khẩu đội trưởng khẩu đội cối 120, đại đội 14 trung đoàn 52, sư đoàn 320 quân đoàn 3. Một hôm đang đánh nhau ác liệt, tôi được anh Nguyễn Văn Lình, chính trị viên đại đội 14 lính 67 quê Hà Tây bảo tôi lên trung đoàn nhận nhiệm vụ. Tôi hỏi có phải mang gì không thì anh bảo không. Tôi liền đeo chiếc bi đông nước mà tôi lấy ở hố bom có mùi thum thủm. Chắc trước có người chết mà tôi không được đun. Cả trung đoàn khi đó, nước ăn đều trông vào cái hố bom. Đi cùng với tôi có đồng chí Bảo, lính 74 quê Nam Hà. Tôi thầm nghĩ, chắc mình được về Việt Nam học sĩ quan. Trên đường đi tôi thấy có một đoàn xe thiết giáp đang đậu trên đường khoảng 6 chiếc. Tôi không để ý, bỗng tôi thấy xuất hiện anh Nguyễn Cao Đế, nguyên đại đội trưởng 15 DKZ. 75 của tôi, quê ở Kiến Sương, Thái Bình, sau là trưởng ban pháo, chạy đến trước mặt tôi nói, đồng chí Tâm đi rồi, đồng chí là chiến sĩ bắn ưu tú, đồng chí đi xe đầu tiên. Rồi anh dúi vào tay tôi cái ống ngắm của khẩu DKZ-75. Anh vừa nói vừa chỉ tay lên khẩu DKZ-75 gắn trên xe K63. Tôi nói, anh chuyển em sang cối 120 gần một năm, em quên hết rồi. Anh nói một câu xanh rờn, bắn trực tiếp chứ có phải bắn gián tiếp đâu. Tôi chưa kịp định thần thì mọi người giục lên xe để đi chiến đấu. Như đoàn xe chỉ chờ anh em tôi đến là xuất phát. Tôi đi đầu trần, anh em cũng chẳng kịp đưa tôi cái mũ tăng để đội. Tôi thắc mắc, lính đại đội 15 đâu mà lại gọi anh em chúng tôi đã đi đại đội 14. Anh bắn đại liên thấy tôi nói thế thì bảo, hôm qua ta bị bắn cháy hai xe nên phải rút lui. Tôi nghĩ, thôi, chúng nó biết chúng nó trốn rồi. Xe đi được một lúc thì tôi thấy có anh bộ đội đang nấp sau một cái cây rất to ở bên đường, nói to, trước ụ mối 30 mét có Miên. Tôi liền nhìn thấy ụ mối và thấy cây rung xuất hiện rõ thằng Miên cầm khẩu B40 bắn. Tôi không kịp chỉnh ngắm gì thì nó bắn liền hai phát. Một quả sạt ống khói nổ, một quả vào cây nổ. Tôi bị thương nhẹ, tôi liền kêu AK đâu, rồi vớ khẩu AK bắn. Tôi bắn phát một, không sợ hết đạn. Lúc này tôi mới giật mình thấy anh đại liên gục xuống, chắc anh bị thương nặng. Tôi quát, bắn đi. Tay tôi đập vào người anh, rồi anh cũng bắn yểm trợ để tôi bắn DKZ. Tôi bảo lắp quả đạn xuyên để tôi bắn tan ụ mối. Vì là bắn tà âm lại cự ly quá gần, tôi lấy chữ thập vào chân ụ mối. Sợ quả đạn vượt ụ mối, tôi bắn xong bộ binh xung phong, địch vẫn bắn trả quyết liệt bằng AK và trung liên. Tiếng đạn cứ chiêu chiếu ở trên đầu. Ngắm cái ụ mối, thấy mới mất tí chót, tôi lại hạ thấp nữa và bắn tiếp. Bộ đội xung phong, địch lại bắn trả. Tôi liền nghĩ, địch đào hầm như ta sau ụ mối rồi. Tôi bảo, lắp quả đạn nổ để tôi bắn sang, tôi bắn bên cạnh ụ mối thì chúng mới chết. Tôi bắn xong, bộ binh xung phong, không còn thấy tiếng súng. Bộ binh giơ lên cho tôi xem, thu được 3 khẩu B40, trung liên và AK. Tôi vui lắm, thế là tôi đã tiêu diệt được ổ hỏa lực địch. Tôi lại nghĩ, cha đế đại trưởng này thế mà tinh, bắt tôi đi xe đầu tiên. Dù sao tôi cũng là lính Hà Nội phố, lại hai lần bắn ưu tú, nhưng tôi cũng không hiểu sao địch lại bắn hai quả B40 với cự ly gần như thế mà không trúng xe. Trúng xe thì tôi và anh em thiết giáp trong trung đoàn 273 chết rồi. Đó là trận ở ngã tư Phước Hòa, Campuchia. Địch rút, thế là chiến thắng. Trong khi chờ công binh dò mìn để xe có thể đi tiếp thì tôi thấy có một anh lính cứ ngó tôi. Tôi nhìn kỹ thì hóa ra anh bạn thân Lợi Obinye, lính 774 với tôi. Nhà anh ở tập thể nhà máy điện cùng phường với tôi. Anh là trung đội trưởng trung đội đại liên đại đội 12 tiểu đoàn 6.
Tôi nói, Lợi hả? Tâm đây. Ôi, Tâm hả? Sao ông ở cối 120 mà ông lại bắn DKZ, đội mũ tăng, làm tôi không nhận ra, cứ thắc mắc. Anh bảo có nước không? Tôi đói 3 ngày bị địch bao vây. Có lương khô mà không có nước. Tôi đưa cho anh bi đông của tôi, anh tu một hơi rồi đưa xuống cho anh em. Anh lại hỏi còn nữa không? Tôi quay xuống xe hỏi anh em xe thiết giáp. Anh em đưa tôi 2 con rùa nước, mỗi con chắc khoảng 3 lít. Thấy anh băng ở trên đầu, tôi thương quá. Hỏi thì anh bảo không sao. Ngày hôm sau, tôi được báo cáo thành tích trước các tướng lĩnh sư đoàn 320, quân đoàn 3 tại suối Đà Ha, Campuchia. Có khoảng gần 30 tướng lĩnh trong căn hầm rộng khoảng 20 mét vuông, trần bằng cây đổ đất. Ở giữa có cái mô hình bản đồ bằng đất khổ 1 mét rưỡi nhân 3 mét. Tôi thấy có đại tá Hồng Sơn sư trưởng và đại tá Khuất Duy Tiến sư phó kiêm tham mưu. Sau này các ông đều là trung tướng. Nhìn bản đồ tôi chẳng biết gì. Có một đồng chí chỉ cho tôi đây là ngã tư Phước Hòa. Chỉ chờ có thế là tôi cứ thế mà báo cáo như tôi kể ở trên. Sư trưởng Hồng Sơn ôm tôi và nói trước các sĩ quan chỉ huy của mình là đồng chí xứng đáng được tặng thưởng. Nhưng đến năm 1981 tôi phục viên, chỉ được cầm tay mỗi tờ giấy to hơn bàn tay chứng nhận tặng thưởng huân chương vẻ vang hạng 3. Tôi thất vọng quá. Cái huân chương hạng 3 ấy đến bây giờ tôi cũng chẳng thèm kê khai để lấy huân chương nữa. Tờ giấy chứng nhận tôi vẫn giữ làm kỷ niệm. Sau này tôi lấy xác nhận của các tướng lĩnh và đưa tận tay sư đoàn 320 nhân dịp ra Hà Nội dự buổi đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang của Trung tướng Khuất Duy Tiến năm 2013 tại số 8 Phạm Hùng, Hội trường Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô. Tôi nhớ mãi câu nói đầy xúc động của ông. Vinh dự của tôi hôm nay là tôi được các đồng chí đồng đội che chở. Có nghĩa là các đồng đội đã che chở và bị thương vong nên ông được sống. Xưa kia từ những năm 2000 tôi cũng rất vinh dự được đến nhà riêng thăm ông bà 2 lần tại phố Lý Nam Đế Hà Nội. Tôi đến để mời ông dự buổi họp mặt cựu chiến binh của lính 774 Hà Nội thuộc Trung đoàn 52, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, gồm khoảng gần 500 anh em mà tôi là trưởng ban liên lạc được tổ chức tại số 1 Trấn Vũ, nhà khách Bộ Tổng Tham mưu. Tôi mời cả Thiếu tướng Nguyễn Nhật Kỷ ở 38 Lý Nam Đế, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 52, Sư đoàn 320 và ông cùng đến dự. Tôi cũng rất vinh dự được là bạn với con trai ông là anh Khuất Việt Hùng, Phó Ban An toàn Giao thông Quốc gia. Anh có lời mời hôm nào đến nhà chơi và thăm các cụ. Tôi đã nhận lời và sẽ bố trí một ngày gần nhất. Sau đó tôi được điều về tại bệnh viện của tôi được về điều trị tại bệnh viện của Sư đoàn 320 Quân đoàn 3 ở biên giới Tây Ninh. Rồi tôi được ra viện và chờ để về đơn vị. Tôi liền nghĩ đã bao năm xa cách tôi không được gặp người yêu, mối tình đầu tuổi 17 trước khi tôi đi bộ đội ở Hà Nội. Và má của cô ấy cùng gia đình chuyển vào sống ở 209 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn. Chuyện đi từ biên giới Tây Ninh đến Quy Nhơn khoảng 700 km với tôi, lính Hà, không khó. Đến nơi má và em Hường và em Hà ngỡ ngàng, xúc động. Má ôm tôi mà tôi không kìm được nước mắt. Tôi hỏi má, em Hoa con đâu hả má? Má bảo, con vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi rồi ăn uống đã. Lúc khác má nói chuyện. Linh tính tôi đoán có chuyện gì không vui, tôi không nhắc nữa. Em trai Hường bảo đưa tôi đi ngắm thành phố Quy Nhơn và ra tắm biển. Bãi biển Quy Nhơn thật đẹp, rất đông người. Những cô gái xinh đẹp khoe bộ đồ tắm 2 mảnh với thân hình thon thả, đùa giỡn giữa sóng vui vẻ. Sóng biển Quy Nhơn hơi mạnh. Tôi là người Hà Nội phố, nhà gần Hồ Tây, là con rái cá Hồ Tây. Tôi vẫn thường bắt cá bằng cách buộc cái dây
vào hai cái sào hai người kéo dê dưới bùn, cá đụng phải nó rúc xuống bùn sủi tăm. Thế là tôi lặn bắt, tôi có thể nín thở rất lâu, bắt cá là phải tóm ở đầu. Lần đầu tiên trong đời tôi được ra bãi biển tắm. Xưa ở nhà tôi hay lên bể bơi Quảng Bá, tôi rất thích nhảy uốn lượn. Hôm nay thời tiết thật đẹp nhưng lòng tôi vui buồn lẫn lộn. Tôi nghĩ giá có em bên cạnh. Biển không biết có hiểu lòng tôi không. Thật sự tôi thấy trống vắng. Tôi muốn gào, muốn hét, muốn bơi thật xa, muốn lấy lại những gì mình đã có, đã mong chờ, đã hy vọng. Tôi là một người lính chiến. Tôi có lỗi gì đâu. Tôi khát khao tình yêu và hạnh phúc. Không lẽ Chúa, trời, Phật lại không thương tôi, phù hộ độ trì cho tôi? Không lẽ tình yêu và hạnh phúc đã tuột khỏi tầm tay của người lính này? Hường, em trai cô ấy, hình như rất hiểu tôi, nhưng cũng rất kín đáo, không nói gì. Những ngày tôi ở Quy Nhơn, em Hường cho tôi đi đâu thì tôi đi đó. Tôi chẳng muốn lang thang. Tôi thấy em ngồi vẽ rất đẹp. Tôi khen em có năng khiếu. Em bảo anh có vẽ gì không? Tôi đưa cho em bức ảnh khổ 3-4 đen trắng, bảo em truyền thần cho anh bức ảnh của mẹ anh. Tôi khen bức ảnh truyền thần rất có hồn. Một hôm sau khi ăn uống xong, chỉ còn tôi và má. Má mới nói chuyện. Má kể hết sự tình. Má đã một mình tìm đến đơn vị con ở Tuy Hòa, cách Quy Nhơn hơn 100 km, để má hỏi xem con với con gái má như thế nào. Nhưng chỉ huy đơn vị con bảo là con đang ở trong rừng sâu khai thác, nên má không chờ được. Má đã gửi lại ít tiền và xin với chỉ huy cho con tranh thủ đi Quy Nhơn để gặp má. Đơn vị cũng đồng ý. Tôi thưa với má là đơn vị chưa kịp cho con đi thì có lệnh chuyển quân lên Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, dẹp Phun Rô. Đơn vị con ở trong rừng sâu cách Buôn Ma Thuột 35 km, ở đó đúng 1 năm rồi lại có lệnh hành quân vào ban đêm đi chiến đấu gấp tại biên giới Sa Mát, Tây Ninh. Trận đánh đầu tiên là ngày 21 tháng 12 1977 tại bản không tên Campuchia, còn nhớ mãi. Má lại nói tiếp, thôi bây giờ con bị thương, con lại về đây với má. Má rất thương con, quý con. Má đã nói với con là con cứ yên tâm, má sẽ bắt con gái má phải chờ đợi con đến khi nào con trả lời má. Nhưng bây giờ má nói với con là con gái má không hiểu sao nó cứ ở ngoài Hà Nội không chịu vào đây. Nó yêu một cái thằng mà má đã cầm đòn gánh má đuổi. Má bảo nó đã có người yêu đi lính rồi. Bây giờ má sẽ mua vé máy bay cho con và má sẽ mua ít quà để con làm quà cho ông bà ngoài đó. Con gặp con gái má, nói với nó, rồi con quyết định. Một là nếu con còn yêu con gái má thì con bảo nó vào đây, má cho con căn nhà này. Hai đứa bán cà phê, con lại là thợ mộc, con đóng bàn ghế, thế là có con sống yên ổn rồi. Còn hộ khẩu má lo cho con không về đơn vị nữa, hoặc các con ở ngoài đó cũng được. Nếu các con không thành vợ chồng thì má nhận con là con nuôi. Hai là con nói cho má là nếu con gái má còn ở ngoài đó mà yêu thằng đó thì má từ, không má còn gì nữa. Tôi nghe má nói đến đây mà xúc động trào cả nước mắt. Vẫn biết má tuyệt vời. Má là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, quê hương má ở Tam Quan, Bình Định. Ông lại là người Hưng Yên, là sĩ quan trung cao cấp quân đội. Tôi được gặp em và má khi tôi vừa học cấp 3, vừa đi làm thợ mộc cho một thầy giáo toán rất giỏi của trường nổi tiếng Nguyễn Gia Thiều, bên kia cầu Long Biên, Hà Nội. Nhà em ở ngay bên cạnh, nhà xây to rộng, cửa nhà lại quay ra ngõ chợ Gia Lâm. Cửa sổ đằng sau nhà em có cái giường em nằm, lại quay ra chỗ tôi làm thợ mộc. Tôi nhìn thấy em thường ngày, em vẫn thường cầm quyển truyện. Thỉnh thoảng tôi lại thấy ánh mắt em nhìn tôi. Một hôm em mang sang đưa cho tôi hết tất cả các loại dao kéo, nhờ tôi mài hộ. Tôi là con nhà nghề, tôi mài dao kéo hay lưỡi bào,
cạo râu được ngon lành. Má em lại bán hàng sắt ở quầy trong chợ ngay gần nhà. Em ấy có trách nhiệm thỉnh thoảng sang chợ Đồng Xuân lấy hàng về giúp mẹ. Hai em của em vẫn còn nhỏ, ba em đang ở trong quân đội. Có lẽ vì thế mà tôi đã chiếm được cảm tình. Mọi người xung quanh hình như rất ủng hộ và vun vén cho tôi với em. Em không chân dài, dáng em nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, mẫu người mà các cụ ngày xưa rất thích kén làm con dâu. Em không trắng trẻo xinh đẹp như diễn viên điện ảnh, nhưng tôi thấy em có nét mà tôi thích, đặc biệt em rất nhanh nhẹn, có lẽ em được thừa hưởng cái nết của má. Tôi chưa làm xong cái tủ cho thầy giáo thì tôi có quyết định nhập ngũ ngày 4 tháng 7, 1974. Tiễn đưa tôi. Em đưa cho tôi một gói, em bảo đây là của má em. Sau này mở ra tôi thấy có 10 cái slip màu đỏ, có 2 dây buộc, bàn chải và thuốc đánh răng. Tôi rất xúc động vì tôi hiểu những bà má miền Nam nói chung và má. Tiễn đưa tôi còn có rất đông các bạn học cùng cấp 3 Chu Văn An với tôi. Bạn Nguyễn Kim Đĩnh nhà gần nhà tôi nhưng thuộc Tứ Liên, huyện Từ Liêm bảo tôi, tao có giấy kêu đi khám nhưng tao không đi khám sức khỏe đâu nên tao không phải đi. Tôi lên đơn vị được ít ngày, khoảng 7-8 giờ tối tôi đi vệ sinh. Khu vệ sinh lại ở chung giữa hai tiểu đoàn 4 và 5. Khi tôi đến nơi thì nghe thấy tiếng rất quen thuộc kêu mùi khó chịu quá. Tôi đoán ngay là bạn thân của tôi. Tôi hỏi luôn, Đĩnh hả, Tâm đây? Bạn cũng nhận ra và kêu, Tâm hả? Hai anh em ngồi bên đồi cây mỡ lớn, ngồi cây mỡ, nói chuyện đến tận khuya. Tôi hỏi, sao mày bảo là không đi khám nên không phải đi? Bạn bảo, đúng vậy, nhưng mấy hôm sau dân quân du kích đến bắt đi. Bây giờ đang ở tiểu đoàn 5, tôi bảo Tâm. Tâm ở đại đội 3, tiểu đoàn 4. Nhà ở ngay bên kia đồi, tôi chỉ tay cho bạn. Xa Hà Nội ít ngày, tôi nhớ Hà Nội da diết. Có lẽ trong lòng tôi đang nhớ đến cô bạn gái thì đúng hơn. Tôi đã nói được với em lời tỏ tình đâu, nhưng trong lòng tôi có lẽ đã yêu em rồi và tôi biết rằng em cũng rất yêu tôi. Gần đến ngày 2 tháng 9 1974, tôi thấy anh em nội thành Hà Nội cứ bàn tán rủ nhau về Hà Nội. Tôi cũng theo anh em về. Tôi nhớ mãi, tôi và một anh bạn đi bộ, dọc đường mua một quả mít dai to. Hai anh em thế mà ăn hết, vẫn thòm thèm, nhặt cả sơ ăn nữa. Tôi được gặp em, mặc bộ đồ lính màu xanh mới, đeo quân hàm binh nhì. Tôi hãnh diện lắm. Có lẽ em cũng vui vì em là con của một gia đình cán bộ cách mạng. Tôi được hưởng những ngày nghỉ Quốc Khánh 2 tháng 9 thật tuyệt vời. Tình yêu hạnh phúc thật sự đến với tôi. Rồi một ngày, em cùng với mẹ đẻ tôi và cô bạn thân tên Hải lên đơn vị thăm tôi tại Phú Thọ. Ngày 15 tháng 3 năm 1975, tiểu đoàn 4, trung đoàn 52, sư đoàn 338, quân khu 1 hành quân gấp vào Nam chiến đấu. Con tàu từ Phú Thọ đi qua cầu Long Biên, không thể giấu nổi cảm xúc của mình. Tôi viết vội vài dòng vào mấy ô giấy nhỏ, gửi mọi người ở sân ga Gia Lâm, mong rằng sẽ chuyển được đến em theo địa chỉ trên. Thế rồi, tôi lao vào cuộc chiến. Sau giải phóng 1975, tôi và em vẫn thư từ đều. Nhưng đúng là tôi có viết thư nói với em rằng, anh rất yêu em, nhưng anh đi lính thế này thì biết bao giờ anh được trở về. Vậy nên em xinh đẹp như vậy, nếu có ai mà yêu thương em thì anh thật lòng muốn em hạnh phúc. Tôi nói vậy vì tôi nghĩ tuổi xuân em có hạn, hơn nữa tôi không biết bao giờ mới được trở về. Có khi chiến tranh tôi chết thì sao? Nếu tôi yêu em thì tôi phải mang lại cho em hạnh phúc. Đó mới là suy nghĩ của tôi, một người lính chiến. Tôi có anh bạn thân, Lợi, Lợi Đen, cùng nhập ngũ mùng 4 tháng 7 1974, hai anh em đều có người yêu ở nhà. Người yêu anh tên Nga, rất xinh và hồn nhiên. Mỗi khi anh em về,
là cùng với các em sum vầy đi lại vui chơi. Khi ở chiến trường, anh em có dịp gặp nhau, chia sẻ hỏi thăm nhau và tất nhiên không thể không nhắc đến các em. Tôi hỏi, thế có viết thư cho em đều đặn không? Thì anh bảo, mấy ngày lại viết một lá thư. Tôi nói, thế thì tôi cũng vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần 1 Chuyện tình của lính Hà của tác giả Hoàng Minh Tâm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.